Hello, xin chào mọi người. Vị tướng cuối cùng là vị tướng ông già lửa Ignite đã ra mắt ở bản chính Liên Quân Mobile Việt Nam và mình không có điều kiện nhá. Rất là xin lỗi anh em là không thể quay ở cái bản chính Liên Quân Mobile Việt Nam được. Thế nên là hôm nay là đành tạm quay ở cái bản test Liên Quân Mobile Việt Nam. Vị tướng này mình quay clip cũng khá là nhiều rồi. Và cũng như là anh em biết rồi là nó mới ra mắt thì mình cũng làm clip về vị tướng này, hướng dẫn combo, gọi là cho có phong trào thôi. Chứ còn nếu mà có vị tướng này ở bản chính nữa thì quá là tuyệt vời, leo hạng luôn bằng vị tướng này vì mình cũng đánh quen rồi. Ở bản thử nghiệm thì đánh cũng khá là quen, ra mắt bản thử nghiệm mà ra trước các vị tướng đều được ra trước nên là cho anh em dễ dàng có thể là sử dụng combo, gọi là chơi dần đi quen đi và kết vị tướng nào nó ra mắt phát mua luôn đó. Nhưng mà hiện tại chưa điều kiện nhá. Rồi, đấy là mình trình bày lý do tại sao mình đánh ở bản thử nghiệm Liên Quân Mobile. Rồi, bắt đầu combo của nó chắc là anh em tìm hiểu rồi đúng không? Tất cả các chiêu thức của vị tướng này đều phụ thuộc vào cái nội tại của nó. Đó là khi sử dụng cái chiêu thức đầu tiên là nó sẽ kích hoạt cái nội tại, khiến cho các chiêu thức tiếp theo nó sẽ phát ra hiệu ứng cực kỳ là bá đạo. Ví dụ sử dụng chiêu đầu tiên đó, sử dụng chiêu thứ hai tiếp theo là anh em có thể làm choáng được những cái mục tiêu đi vào cái vòng tròn đó. Chứ còn nếu mà anh em không sử dụng cái chiêu, không kích hoạt cái nội tại mà tự nhiên sử dụng cái chiêu thứ hai, nó vẫn là cơn mưa lửa rơi xuống nhưng mà không làm choáng được đối phương đó. Tiếp tục như là cái chiêu cuối của vị tướng này cũng vậy, khi mà kích hoạt được cái nội tại và anh em sử dụng chiêu cuối thì nó sẽ gây sát thương chuẩn, sát thương khỏe luôn. Và hôm nay rất là tuyệt vời, cặp đôi Ignite, mình đọc là Ignite không biết là có đúng không, nhưng nói chung thì đọc vậy thôi. Mình không biết tiếng Anh, mình đã thú nhận anh em rất là nhiều clip rồi, bây giờ rất là nhiều anh em thông cảm đó, đúng không? Rồi, solo nào mình với cậu solo nào. Đánh vị tướng này là thuần về cấu rỉa, với cả là cấu rỉa gây sát thương phép, thế nên là anh em cứ từ từ nhá. Nhiều anh em chơi cứ sốt ruột, mình cũng cảm thấy rất là sốt ruột, đánh mãi mà không ăn được bạn. Vì vị tướng này cấu gì ở thôi, thế nên anh em chỉ cần đứng bên ngoài mà sử dụng chiêu thức hỗ trợ đồng đội là chính. Và có thể lan được mạng nếu mà anh em sử dụng combo hợp lý, căn thời gian chuẩn. Đó. Nào. Và sáng nay thì mình cũng mới sáng sớm, mình công nhận là mình trâu bò thật. Xẹt, làm gì đây? Choáng rồi. Đó, choáng rồi, chết là chắc. Rồi, chiến công đầu. Tuyệt vời, ngon lành, ơi, vãi cật trưởng. Dùng cấp cứu để cứu rồi mà vẫn còn không sống nổi đó. Hai em để ý chưa, đây là một vị tướng mới nha. Tướng mới, sứ giả thần thánh. Nói chung thì mình làm clip rồi, sáng nay mình dậy từ sớm rồi, từ 3 giờ sáng rồi. Mình quay clip về vị tướng đó và mình cũng đăng tải rồi. Anh em chưa xem thì có thể là ấn vào và xem. Vị tướng đấy mới ra mắt và có chiêu cuối cực kỳ là bá đạo. Chiêu cuối là toàn map, toàn bản đồ Liên Quân Mobile. Nào xin mạng hỗ trợ nào. Đó, không được một mạng ăn thì một mạng hỗ trợ thôi. Hai mạng rồi. Mình hỗ trợ một ăn một. Đánh vị tướng này cấu rỉa khá là sướng, anh em cần phải chú ý nè. Điều đầu tiên để chơi giúp chơi vị tướng này tốt nhất là anh em cần phải giữ vị trí thuận lợi. Kiếm tìm một vị trí thuận lợi để xả combo nhá. Chứ còn nếu anh em đứng hờ hững quá, không có bảo kê bên cạnh thì chắc chắn là anh em có thể là bị gặp rủi ro, cũng như là không thể nào có được những cái combo chuẩn xác được, đúng không? Đó, điều đầu tiên là vẫn phải giữ vị trí này. Tiếp theo là sử dụng combo của nó kết hợp với nội tại đầu tiên. Lúc nào cũng phải nhớ là kích hoạt nội tại đầu tiên mới sử dụng các chiêu thức khác. Trừ trường hợp là đối phương còn một tị máu thôi mà cái chiêu thì anh em sử dụng bừa bãi cũng được. Nếu mà đối phương còn tị máu thôi, sử dụng bừa bãi chiêu nào nó cũng chết là cái chắc. Nào cho mình xin nào. Rất là cảm ơn. Ok, được con bùa xanh quá là lợi. Pháp sư mà có bùa xanh thì chấm hết, tuyệt vời luôn còn gì nữa. Đúng không? Nhiều anh em thì lên đồ mình, hôm nay mình sẽ lên đồ kiểu của mình thôi. Còn anh em thích lên đồ như nào thì đấy là tùy anh em. Nếu anh em thích thấy lên cách lên đồ của mình khỏe chẳng hạn, hoặc là hợp lý. Ôi. Vai đông vậy. Đó, cấu gì ạ? Ba đấy làm choáng ba đứa luôn. Ây giời, tuyệt vời chưa? Chết là cái chắc. Ôi, vẫn còn né được à? Máu nhờ. Máu, Zuka băng trụ cái. Mình có cấp cứu mà. Hay lắm, cấp cứu luôn. Rồng nào.
anh em ăn rồng. Chiêu thức con này hồi nhanh mà, thế nên anh em cứ sử dụng chiêu thức liên tục thôi, không có gì phải vội. À đây 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 đây, máu 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 chiến máu chiến. Và mình nghĩ là vị tướng này ra mắt ở Liên Quân Mobile bản chính Việt Nam là rất là ít người chơi thật sự. Vì vị tướng này nói chung thì biết chơi thì biết khỏe, còn ví dụ là mới chơi thôi, mới chơi hoặc là chơi nhiều cũng thấy nản đấy. Tại vì ôi chết rồi, lần này chết rồi. Ô may quá, may là Aritimo không có chiêu cuối. Tuyệt vời, ô siêu việt. Tuyệt vời, không là pha đấy là mình xác định mình lên bảng rồi. Tại Ari dồn sát thương nhanh lắm. Khi mà sử dụng chiêu cuối phát mình mất máu ấy cả. Nó ném cho cái chiêu 1 thì đúng là ngu người luôn. Ba mạng ngon lành. Ngon lành canh đào. Chào. Rồi mình clip tiếp theo thì mình sẽ cố làm thêm một video về vị tướng mới ra mắt này nhá. Với cách lên đồ full phép. Chứ còn lên tanh thì mình làm rồi anh em cũng xem rồi, mới sáng thôi. Mới sáng này thôi. Nào cho xin nào. Đó, chắc là Yuka không muốn cho nhưng mình cố phải cả S thôi, tại vì là Yuka cần thì bùa xanh đúng không? Giảm thời gian đấu chiêu thì cần, nhưng mà bùa xanh cũng cần. Trong khi đó là mình cần combo nhiều, cần rỉa máu ác, thế nên là sử dụng chiêu thức của nhanh liên tục. Nào, nói chung thì anh em để ý mình đánh đường giữa này, đánh những vị tướng pháp sư và cả đấu sĩ cơ động thì mình hay đảo đường đi ganh. Đó là một cái lợi rất là tốt khi mà anh em có thể đảo đường đi ganh. Nhưng mà lưu ý phải đẩy lính ở đường của mình lên lẽ, đẩy lên cao và ngăn đi ganh. Như vậy rất là tốt. À, làm gì đây? Đó lại choáng rồi, khó chịu chưa? Khó chịu chưa? Một mạng hỗ trợ. Ai à, ô cho xin thôi, tí nữa thì được một mạng hỗ trợ. Từ từ băng trụ ăn luôn này. Giờ cần tanh thôi. Mà Yuka vào tanh vài phát nét. Đây 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 đây. Ôi thôi lại trượt rồi, cay quá. À, băng trụ hay lắm. Hay lắm bà đấy ạ. 4-4, ăn 4 mạng hỗ trợ 4 mạng và chưa chết mạng nào. Chết 4 mạng nữa thì quá là đẹp. Mà thôi mình cũng không mong muốn điều đó. Ê, chết là cái chắc rồi, dính combo rồi, choáng. Ôi, vãi cả trưởng. Vẫn không chết được. Rồi thanh niên là tham. Tôi cũng được 1 mạng hỗ trợ mà lại bỏ mạng cho trụ rồi. Ôi, không kịp nhảy ra luôn. Rồng nào bà con ơi. Ê, rồng nào hỗ trợ tôi phát. Tôi sẽ đứng ở rào quảnh rất là nhiệt tình. À, ôi trời ơi, ngon chưa? Toàn 40 vàng này, sao toàn hỗ trợ đấy nhỉ, buồn thế. Quá là buồn, xem nào. Nói chung thì vị tướng này phải thực sự là rất là khó cái ăn mạng. Thế nên anh em, tại vì cái chiêu cuối của nó khi mà kích nổ cũng phải mất tầm 0.1 giây, 0.2 giây gì đó. Nè. Chết là chắc rồi. Ôi, vãi cả trưởng, vẫn còn tốc biến được. Pha đấy là không còn tốc biến thì chắc chắn là lên bàn điểm số. Rồi, ôi chết rồi, gặp thanh niên ngộ không anh ơi. Cho em con bùa. Em cần bùa lắm anh ơi. Vãi cả trưởng, pháp sư cần bùa vãi là. Đừng. Định. Rồi đủ, chán thế à trời. Không muốn cần bùa mà xin mãi không cho à. Mình đã nói là cần hỗ trợ rồi mà đùa thì miên này. À đúng rồi. Đây là anh bạn ạ, bản test Liên Quân Mobile Việt Nam không có tinh thần đồng đội đâu. Anh em cứ phải KS thì rất là nhiệt tình thôi, chứ còn thực sự để mà đồng đội mình nó hỗ trợ thì rất là khó khăn. Mệt trời ơi. Bây giờ dùng rất là thốn mana. Khi mà có sau thì mình hồi thời gian hồi chiêu nhanh này, sử dụng chiêu thức nhanh này, nhanh gọn lẹ tốt không cơ chứ. Đó, để mà giúp chơi anh em chơi một vị tướng này tốt hơn rất là nhiều. Thì anh em cần phải thật sự là xem nhiều clip về vị tướng này. Không chỉ xem một mình mà còn xem nhiều người khác đúng không? Đó, xem để có thể là hiểu được chiêu thức của nó, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của vị tướng. Kể cả khi mà anh em không chơi vị tướng này đi chăng nữa, nhưng mà xem clip của nó thì xem clip thì có thể là biết được. Hay thế nhỉ, ngộ không lừa tình mã ảo luôn. Mắc ảo. Xem clip được, có thể là ví dụ gặp trong trận đấu có thể solo vị tướng này thì có thể là ấy. Oi, vãi trưởng đông này. Oi, wow, đập bật tép. Ui trời,
Tí nữa thì ăn hat trick kìa. Vãi cả trường đúng một combo. Ba thanh niên dính đúng một combo từ nửa cây máu là chết gần hết. Sợ thật. Trong pha vừa xong là mình kích hoạt nội tạng rồi sử dụng chiêu cuối rồi đến chiêu 2. Trong khi nổ chiêu cuối thì đã làm choáng chiêu 2 rồi, thế nên là kích nổ rất là đau. Tuyệt vời luôn. Pha đấy là cứ tưởng là mình xác định đi rồi, tưởng là cụ lên tiên rồi, lên bàn thờ rồi, ai ngờ là vẫn sống. Đây rồi, lần này là một mình một bầu trời, lại được một mình một con bùa xanh. Úi giời, thái hậu mà ăn, ngon nghẻ luôn, không có ai tranh. Úi giời, bác Luka, bác đi đâu đây? Vãi, không còn gì để mà nói. Thật sự là hơi thất vọng một chút. Đủ, đến Zuka nó còn cài ép mất con bùa. Chán luôn, không còn gì để mà nói. Thôi, bỏ qua, không phàn nàn vì nhiều nữa. Thôi, chỉ biết thế thôi. Thấy số phận của pháp sư nếu mà đánh mà đồng đội không biết hiểu ý thì như thế nào. Không biết nhường thì chắc như thế nào. Rất là thốn. Đây đây, anh tới hỗ trợ đây. Chết là cái chắc. Đó. Nổ. Ôi kia, một mạng ngon chưa. Ôi thôi. Rồi siêu việt. Nói chung toàn hỗ trợ cũng được rồi. Rồi xong clip này, này có biết anh em có hứng để chơi vị tướng này không? Mới ra mắt tôi nhưng mà mình chưa có điều kiện đầu tư quân huy để có thể là mua vị tướng này. Và một lưu ý nữa là cái anh em thắc mắc là tại sao Zuka chưa bán bằng vàng. Thì lưu ý anh em, cái thời gian mà nó còn 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày gì đó, đấy là cái thời gian khuyến mãi của quân huy. Khi mà anh em mua ví dụ tầm 300 quân huy nó giảm xuống tầm 150 chẳng hạn đó, đấy là thời gian khuyến mãi. Chứ còn bây giờ nó đang bán bằng quân huy trong thời gian tầm 1 tuần tới thì nó mới bán bằng vàng cơ. Đó, thế nên anh em cứ tranh thủ tích vàng đi, chứ còn thật sự thì chắc chắn con đấy là bán bằng vàng rồi. Không thể nào cho vào kho báu hoặc là không hoặc là sao. Thế nên là cứ để từ từ, không phải gì vội. Mình thật sự là mình rất là thích chơi Zuka đấy. Anh em xem clip mình đánh phải chục clip về Zuka rồi. Mình rất là xanh rồi, mình rất là thích đánh vị tướng đó. Thế nên là mình cũng rất là mong chờ một vị tướng đấy ra mắt bằng vàng mình có thể mua được. Chứ còn sự thật nếu mà bán bằng cái Ruby thì bán bằng quân huy thì chắc chắn mình không mua được. Vì mình không điều kiện. Vãi trưởng. Ông ơi, nhường tôi vét nào. Định mệnh. Đây là mệnh chán vãi. Không còn gì mà nói. Chắc là tôi ít chế mất. Điên đầu. Wow. Điên đầu quá. Quả đấy muốn văng tục. Văng tục ra và chửi ngay thằng Ngộ Không. Ôi trời ơi thôi. Quả đấy thật sự là pha đấy mà ăn xong cái con bùa xanh là chắc chắn mình không phải biến về rồi. Ôi. Nhưng mà bị mất Ngộ Không cay hết mất thì thôi. Hết sạch mana phải biến về rồi. Khổ là thế đấy. Rất là ức chế. Muốn văng tục, muốn hồn cả thế giới, muốn chửi hết cả thế giới. Nào. Thôi kết thúc trận đấu này thôi, không muốn sống ở chung với đồng đội này nữa. Đồng đội này quá là tồi tệ. Không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Không thể nào diễn tả nổi cái cảm xúc của mình khi mà ức chế bị cay ép thế. Anh em nếu mà chơi nhiều cũng đủ hiểu rồi. Đang ăn con bùa gần xong rồi mà mõ mình rất là thốn mana. Rất là cần một sự hỗ trợ đến từ đồng đội mà ai ngờ nó làm nó cay ép mất. Đau lòng chưa. Giờ thì bây giờ thì không còn mana cấu rỉa thì cứ phải là rất là phế. Nào. Đẩy trụ hộ tôi cái nhanh hộ tôi. Kết thúc cái trận đấu này thôi. Quay clip trận này hơi bị ức chế một chút. Rồi. À kinh công nào, ăn kinh công đi. Ăn kinh công phát này. Có bùa xanh rồi. Thôi từ từ ăn xong kinh công mình ra mình ăn bùa xanh thôi. Lần này phải chắc chắn ăn được con bùa xanh. Không thể để bị KS. Nào kinh công. Đối phương đông quá nhờ. Thôi bỏ qua, chơi luôn. Xoán mà đó, choáng rồi. Chơi chết là cái chắc gì. Thắng rồi còn đâu nữa. Sống sao. Đấy, chặn đầu chặn ít, ăn xong kinh công mà còn lao vào cướp nữa thì đúng là bó tay. Rồi, ok. Đồng đội đã bị đối phương đã bị quét sạch. Ở đâu còn Ngộ Không thì vào. Hết mana rồi.
Đấy, vừa vừa nói là quả ăn con bùa xanh xong nữa mà thanh niên Ngộ Không đã sôi mất con Ngộ Không rồi. À, mình xin lỗi, Ngộ Không sôi mất con bùa xanh rồi. Rồi, cứ phải chú tâm vào cái bùa làm gì nhỉ? Ok, quét sạch. Thôi, lần này chiến thắng trận đấu đi. Nào, từ từ. Cho mình chạy bộ lên, mình biểu diễn combo một phát cho nó đẹp mắt nào. Đừng đừng đẩy vội, vãi trưởng đẩy gì mà ác vậy. Thôi, chiến thắng rồi. Rồi, cuối cùng là cũng xong cái trận đấu rất là ức chế, rất là nhiều cảm xúc. Thôi, thôi MVP là ai đi nhỉ? Tưởng mình chứ, mình chưa chết mạng nào mà. Wow, quá là tuyệt vời khi mà team mình ăn 30 mạng trên 7, trong đó mình ăn 8 mạng, hỗ trợ 13. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.